nghiêm trì giới luật, tuyệt đối. Vì mặc dù quý vị tu hành với tôi, nhưng nếu quý vị làm những điều không tốt thì vẫn cần trả cho điều đó. Có lẽ đỡ hơn so với nếu quý vị không tu hành, nhưng vẫn phải trả, hoặc ở đây hoặc kiếp sau, và tùy vào mức độ nghiêm trọng, thậm chí có thể bị đọa địa ngục, chỉ để tẩy sạch điều đó trước. Nhưng tôi phải nhắc quý vị, cho dù phải xuống địa ngục, xin hãy nhớ năm hồng danh, nhớ sư phụ của quý vị. Nếu gọi, quý vị sẽ được cứu ngay lập tức. Nhưng ta lo là lúc đó quý vị không có đủ sức để nghĩ. Quý vị quá đau đớn, bị quấy phá, bị quấy rối, bị trừng phạt đến nỗi thậm chí không thể nghĩ được. Đó là vấn đề duy nhất. Vì vậy, trong suốt cuộc đời này, tốt hơn là giữ tiêu chuẩn đạo đức của mình cho toàn vẹn, giữ giới luật của mình. Hãy tu hành, nhớ sư phụ, nhớ năm hồng danh, để trong lúc gặp rắc rối, trong trường hợp khẩn cấp, sẽ có thói quen nhớ điều đó. Thì quý vị có thể được cứu. Quý vị phải tự cứu mình trong hoàn cảnh đó. Vì trong một số hoàn cảnh, minh sư có thể đến cứu quý vị. Và hoàn cảnh quá nghiêm trọng, quý vị phải tự cứu mình. Quý vị phải gọi minh sư giúp đỡ, hoặc năm hồng danh, thì sẽ thoát ra ngoài ngay lập tức. Vì dù sao, mọi thứ đều là ảo tưởng, thậm chí địa ngục hay bất cứ gì đều là tự mình tạo ra. Quý vị thu hút nó hoặc đẩy lùi nó. Vậy nên điều này cũng tốt về thế giới này. Quý vị có thể chọn. Sau khi tâm ấn, quý vị có thể chọn. Hoặc nếu là người tốt, quý vị có thể chọn. Quý vị tin vào trời Phật thì có thể chọn. Có thể chọn tốt hơn những người phàm phu khác mà họ không có đức tin và không tin vào Thượng Đế. Ngay cả tin Thượng Đế, quý vị cũng phải tu hành mỗi ngày, cầu nguyện mỗi ngày. Quý vị trì giới để vào lúc lâm chung, quý vị nhớ, bởi vì đó là thói quen. Đầu óc nhớ, luôn làm việc này, làm việc này, làm việc này. Này. Ngay cả lúc khẩn cấp cũng không quên, thì như vậy tốt. Đừng chỉ nói tôi biết sư phụ nói gì, ngài luôn luôn nói la la la. Tôi nhớ, tôi biết hết rồi. Nhưng nếu không luôn luôn nhớ và thực hành điều đó, không luôn tự nhắc nhở mình, thì vào lúc vãng sinh quý vị sẽ quên. Khi tất cả nghiệp xấu đến và xé quý vị ra từng mảnh, xé quý vị ra từng mảnh làm cho quý vị đau khổ, hoặc trong địa ngục, đau khổ quá quý vị không thể nhớ. Tất cả những gì tu tập mỗi ngày, đôi khi quý vị có thể quên, đừng nói chi những gì quý vị không tu tập. Rồi, vậy đó.